Tại thành phố hiện đang có hơn 4.000 đơn vị tham gia khuyến mại kích cầu mua sắm với hàng chục nghìn mặt hàng giảm giá, kỳ vọng tạo sôi động cho thị trường bán lẻ Đà Nẵng cuối năm 2023. Với doanh nghiệp ngành thời trang, cuối năm là thời điểm tăng tốc doanh thu. Chính vì vậy doanh nghiệp này đang nỗ lực tiết kiệm chi phí để giảm giá sâu nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó còn làm mới chương trình khuyến mại bằng cách mua một tặng một, giảm giá theo combo sản phẩm gia đình hoặc mua giày dép tặng đồ dùng nhà bếp, v.v. Không chỉ là các cái chương trình khuyến mãi hay là hỗ trợ khách hàng, mà nó còn có nhiều cái việc để làm sao khách hàng được tiết kiệm hơn. Chẳng hạn như chúng tôi có liên kết các cái thương hiệu thời trang tại Đà Nẵng để có thể là mua bán chéo với nhau. Hay là thứ hai nữa là chúng tôi sử dụng các cái chính sách thanh toán hiện nay là như chẳng hạn như các cái ví. Với siêu thị này, bên cạnh tăng danh mục hàng hóa thuộc diện giảm giá, thì đơn vị còn chia nhỏ giá trị trên mỗi sản phẩm để tăng khả năng tiêu dùng của khách hàng. Khi mà khách hàng mua thì thường hay chọn những cái loại mà có kích cỡ, cái size nó nhỏ hơn để cho giá thành nó tốt hơn. Thì chúng tôi cũng đáp ứng cái việc đó. Ngay cả trong những cái mặt hàng về rau củ quả hoặc về thịt cá, chúng tôi cũng chia ra những cái bao bì nó có cái số lượng trọng lượng nó nhỏ hơn, phù hợp với cái nhu cầu hiện nay của người tiêu dùng. Trong khi đó, các siêu thị lớn trên địa bàn, bên cạnh liên tục chạy các chương trình giá rẻ cho mọi nhà, thì những ngày cuối tuần, nhiều mặt hàng sẽ giảm giá sốc, tạo cơ hội mua sắm nhiều hơn cho mỗi giỏ hàng của khách, trong đó ưu tiên mặt hàng thiết yếu. Đồng thời chúng tôi cũng làm việc với tất cả các nhà cung cấp, nhà sản xuất để hiểu được rằng cái giai đoạn này giai đoạn chúng ta cùng đồng hành để đưa ra những cái chính sách tốt nhất mà khách hàng có thể đến đây có thể là tiết kiệm chi phí. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 62.300 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 9 trên 12 nhóm hàng hóa có doanh thu tăng trưởng tốt. Mặc dù có bước tăng trưởng tốt và là điểm sáng của kinh tế Đà Nẵng, trong năm 2023 nhiều khó khăn, tuy nhiên mức tăng trưởng bán lẻ vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong kế hoạch năm 2023, ngành công thương thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8 đến 9%. Chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự sôi động cho thị trường bán lẻ trong tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động bình ổn thị trường để phục vụ cho các nhu cầu mua sắm của người dân cuối năm. Ví dụ như chúng tôi tổ chức một số hoạt động như là sẽ là tổ chức hội chợ xuân. Một, thứ hai là tổ chức các chương trình bán hàng về nông thôn, về các khu công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân ở các huyện, rồi tổ chức các chương trình bán hàng bình ổn. Từ giữa tháng 12 năm 2023, chương trình kinh doanh Tết sẽ được các hệ thống bán lẻ khởi động bằng chuỗi các hoạt động giảm giá trực tiếp từ 50% đến 100% cho hàng chục ngàn sản phẩm Tết. Chuỗi chương trình sẽ kéo dài đến sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều siêu thị còn cam kết thực hiện khóa giá trước Tết 45 ngày để tránh biến động giá, giảm áp lực chi tiêu, mua sắm cho người dân trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.